luôn em nha, lấy thử em kép 209. Em này mà hôm qua mình quay lên có nhiều anh em lấy xe chạy 15-16 lít rồi em sợ mấy anh trai gì chứ. Em kép 209 chứ phải kép 23 đâu. Số dưới, cái dòng mà mười mấy lít là cái dòng mà số vô lăng á, vô lăng số mà gắn trên vô lăng giống như con mẹt mà đời mới vậy anh em. Còn cái này là số dưới số mới rồi ha, hai cầu. Đó, em kép hai cầu ha. Chắc xe đẹp miên man luôn. Đó. Túp ly túp lô quá đỉnh luôn nè. À. Túp ly túp lô nỉ riêng hết luôn. Anh em mua về đi thôi. Không làm gì thêm nữa nha. Keo chỉ nguyên bản hết, vô lăng rất là đẹp, túi khí ABS rất là đẹp luôn nè anh chị ha. Đó, số là số đồng màn Android luôn nè. Anh em mua về đi thôi. Hôm qua rửa máy rửa sao giờ báo chết luôn rồi, để họ đi xóa 1 phút 30 giây nè ha. Phom dáng rất là đẹp anh chị nha. Đó, dòng này đời cao rồi. Anh em mua về đi liền không làm gì thêm nữa. Máy số gầm ngon, tích hợp xi nhan gương luôn. Anh em mua sẵn đi. Đó. Quá đã luôn. Mua về đi thôi anh em ha. Đó, ổ chết chìa khóa thôi, để vô lấy chìa khóa cho anh em ơi. Đẹp luôn anh chị, dây thầu nè. Hai cầu điện anh em nha, hai cầu điện nè. Đó, đã không? Chạy sướng lắm anh em nha. Mình phái chạy mấy dòng xe mà hạng nặng anh em ha. Nặng này nặng cái gì, nặng về cái thân xác đó. Tại vì một khi mà chiếc xe mình mua mình chạy á, chiếc xác nó nặng mình chạy rất an toàn cho bản thân và cơ thể tính mạng mình, và kể cả do gia đình và người thân mình luôn. Thứ nhất mình đi trên đường nó chắc âm tốt, thứ hai là đầm, thứ ba là khi mà mình kỹ xảy ra cái da cà da chạm gì đó thì ở chiếc xe mình cái gầm á, khung gầm mình sắt nó cứng cáp anh chị ha, an toàn. Xe nặng ký lắm anh chị nha, thì xe người Mỹ người ta không nghiêng, người ta nói chung là nghiêng về cái an toàn về tính mạng mình anh chị ha. Còn mấy cái xe mà châu Á thì nó nghiêng về tiết kiệm xăng, nhưng mà tại sao tiết kiệm xăng là do cái khung gầm nó nhỏ, xe nó nhẹ ký nó mới tiết kiệm anh chị ha. Còn xe nặng ký nó phải hao hơn những xe bình thường rồi. Thì xe này nếu mình đi trung bình nó tầm khoảng từ 9 cho đến 11 lít nha anh chị nha. Đó, nhưng mà được cái nó chạy xuống. Em nhìn nè, rất là đẹp và mới luôn nè. Xe chạy đúng 110.000 cây anh chị ha, đúng xe gia đình. Không lỗi nha anh chị ha. Chạy cực kỳ đã luôn. Đây bấm hai cầu lên, hai cầu nè anh chị ha. Hai cầu 4x4 nè. Anh em nhìn cái vô lăng là biết xem nó ngon phải không? Đó, chạy cực kỳ chất lượng luôn. Chạy xuống. Đó, giá thành cực kỳ hợp lý và rẻ luôn. Đó, túi khí an toàn hắn ABS. Anh em nào thích mẫu này thì liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 33 33 71 nha. Để anh em mình xe này với tầm tiền 230. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp em clip sau. Anh em nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm nút đăng ký để mình cập nhật nhiều video hơn từ anh Thịnh Bến Tre nha.